Đấy, nên cho các bác là một cái mã nỗi ngón giảm giá nhá. Đây là con chim rất là hay thổ, rất là chắc giọng, và nó bị một cái ngón giữa là mất móng, hình như cái chân của nó vẫn còn móng nhưng mà nó không nhô ra được. Đây ngón giữa đây đấy các bác nhá. Hôm nay là 29 tháng 9 thì em lên sóng cho anh em này. Đó, con này thì rất là to, dữ dằn đấy, bao trống tuyệt đối, bao thổ tuyệt đối. Con này mà không lỗi móng thì em phải để 800 đấy, nhưng mà thôi nó lỗi móng thì anh em nào dễ tính thì em để giá công khai là 500 nhá, 500 là bao ship cho các bác. Đây cái móng em quay qua cái móng nó lỗi để các bác biết rồi đấy, móng bên chân phải ở giữa đấy. Đấy, còn mọi thứ là ok hết nhá. Em gọi là mã số 200, mã số 200 này là đó 800k, nhưng mà nó lỗi móng thì em để giá 500k. Anh em nào nó chỉ lỗi cái phần sừng thôi nhá, chân thịt vẫn còn, chắc là nó chưa mọc ra được đấy, thì nhiều chia bớt cho anh em chương trình mùa đông một chút. Con này thì rất là thuần, cực kỳ thuần luôn, cực kỳ thuần. Anh em nào mà muốn không lăn tăn gì về cái chuyện cái móng của nó thì chốt nhanh nhá, bởi vì cái giá của nó rất là hấp dẫn. Ưu điểm của con chim này rất là thuần và giọng rất là đẹp, giới tính thì tuyệt đối ok rồi, 500k anh em. Đó, mã số 200, hôm nay là tối ngày 29, chim rất là thuần luôn các bác. Đấy, chim cực kỳ thuần luôn, chim thuần như vậy mà nó đây cái móng của nó đây. Đấy, chim sờ vào cánh của nó không có cái phản ứng gì cả, chim rất là thuần luôn các bác nhé. Nên là để các bác biết được là có những con chim thì nó không được thuần như này đâu. Chân cẳng của nó đây, quay rõ luôn. Mã số 200 nhé, để giá công khai cho các bác giảm giá 300 luôn. Đấy, các bác nhìn rõ nhé. Con chim này thì ưu điểm là giọng rất đẹp và nó là siêu thuần. Đấy, cái khóe mắt của nó rất là đen. Em hy vọng rằng cái mã này lên thì em nghĩ chỉ khoảng 15 phút là bay thôi. Tại vì con chim này là em nói giá là cũng hơi vội, để cho anh em gọi là ai cũng có thể chơi được trong cái chương trình mùa đông này. Đấy, mã số 200.